Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đến video này. Hôm nay mình sẽ tháo hai củ sạc điện thoại chính hãng và củ sạc nhái của Samsung nhé, để các bạn xem nội thất bên trong chúng như thế nào. Mình sẽ điểm qua được vài ưu nhược điểm của từng loại và mang đến cho các bạn thông tin cần thiết để lựa chọn một cách tỉnh táo và thông minh. Chúng ta cũng bắt đầu đi nào. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu tháo củ sạc hàng nhái nhé, củ sạc màu trắng ấy. Còn củ sạc là chính hãng là màu đen nhé, đấy. Bình thường thì củ sạc hàng nhái thì có thể tháo kỹ hơn đi ạ. Đây mình bắt đầu tháo nhé. Nhìn bề ngoài thì nó sẽ mỏng manh hơn so với củ sạc chính hãng, mà chất liệu của nó sẽ chất liệu của nó thì nó in nó không được đẹp nét rõ ràng. Đây mình cậy này, cho cậy cái lên này. Đấy, bây giờ mình tháo bên máy cho các bạn xem này. Đấy, đây các bạn nhìn xem, bố trí linh kiện thưa thớt này, có vài cái linh kiện lèo tèo ấy. Mặt sau còn được khuyến mại thêm combo là băng dính và tấm sắt nhé, để cho nó nặng đấy em ạ. Bình thường nếu mà không có tấm này thì cái củ sạc nó nhẹ, cầm nó nhẹ, không uy tín đấy. Hàng nhái nó phải đệm thêm khung sắt vào đấy, cầm nó nặng chắc chắn. Đây, vào cắt đến trên đầu ngón tay được chụp cái linh kiện tụ dây. Đây, tiếp theo là mình sẽ bắt đầu tháo củ sạc chính hãng cho các bạn cùng xem nhé. Bỏ em sạc nhái ra bên, bắt đầu tháo em củ sạc chính hãng. Mẹ ra dao chưa tháo em nói. Việc sử dụng củ sạc chính hãng sẽ đảm bảo hiệu suất sạc tốt, tương thích với an toàn cho điện thoại của bạn này. Việc sử dụng của hàng nhái thì mình cảm thấy là củ sạc hàng nhái có thể tiết kiệm chi phí trong ngắn hạn đấy, nhưng mà có thể gây nguy hiểm cho thiết bị và an toàn của các bạn này. Những củ sạc chính hãng thì thường được sản xuất và kiểm tra theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đảm bảo an toàn và hiệu suất sạc tốt tối ưu. Trong khi đó thì những củ sạc nhái như nãy thì thường không trải qua kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, có thể gây ra những vấn đề như quá nhiệt, quá tải và hỏng hóc, gây nguy hiểm cho người dùng và thiết bị này. Bình thường thì mình cũng hay gặp những trường hợp là người ta khách hàng đến sửa điện thoại, thường hay gặp những trường hợp là bảo là cắm sạc qua đêm, sáng dậy là mất nguồn, sạc không lên gì đấy. Thường thường là hay sử dụng củ sạc kém chất lượng, cái nguồn đầu ra của nó không được ổn định nên nó cũng gây ra ảnh hưởng đến cái IC sạc hay IC nguồn của máy. Nên theo mình thì các bạn tốt nhất là sử dụng củ sạc chính hãng, củ sạc theo máy hoặc củ sạc chính hãng, không sử dụng hàng nhái. Cả hãng những cái hãng thứ ba sản xuất xuất ra được, chứ không nên sử dụng hàng fake, hàng nhái. Như hàng thứ ba như nhiều hãng như là Anker này, Vicen này, Hoco hay là Kone này, có nhiều mình bán nhiều củ sạc rất ok, bảo hành cho các bạn 1 năm mà hay mua nhà mình ít khi sử dụng lắm. Đây, củ sạc
cái hàng làm nhái thì tất nhiên các bạn không nên dùng đấy, theo mình là thế. Ban đầu sạc được nhưng mà sau nó không ổn định cũng... có người bảo dùng máy bền, có người bảo dùng máy hỏng, hay kiểu sạc linh tinh ấy các bạn. Nhiều người ý tính là người đang dùng rất là bền, người ta chỉ dùng cái củ sạc theo máy, củ sạc mà mua dùng đủ tốt ăn đồ rẻ. Nhiều người cứ suốt ngày phải mua sạc vì người ta mới dùng sạc rẻ nên hỏng liên tục đấy, sạc phách ấy mà hỏng liên tục lại càng mua, cứ thế hỏng liên tục lại càng mua thích lại mua hàng rẻ đấy. Tâm lý chung là cái hỏng cũng mình mua sạc về mấy lần lại hỏng. Thế các bạn cứ thử mua cái sạc tốt rồi dùng xem nó hỏng nào đấy. Hay tháo ra này, nhưng mà tháo khó ghê. Củ sạc nhái thì nó không cung cấp sự tương thích hoàn hảo và cũng gây ra các vấn đề như sạc chậm mà không nhận diện được thiết bị và cũng tổn hại cho pin cho nguồn của máy. Các bạn sử dụng củ sạc chính hãng sẽ đảm bảo hiệu suất sạc tốt, tương thích với máy máy và an toàn cho điện thoại. Và cũng không phải máy nào cũng sạc giống nhau, các bạn củ sạc Samsung với củ sạc Oppo nó khác nhau các bạn. Vì sao lần sau mình sẽ giới thiệu các bạn củ sạc khác nhau của Samsung và Oppo như nào nhé, phone nhé. Công nghệ sạc của nó khác khác nhau ấy. Có những con Oppo nó không sợ sạc cốc đấy. Đây các bạn, cho các bạn xem cái bo mạch của thằng củ sạc gì này, nhìn này, linh kiện nó bố trí dày đặc này đấy, mà nó chân trước to rõ ràng sạch đẹp, những con IC thông số nó rõ ràng, nhưng không như con kia nó mập mờ lắm. Đây bên trên này cuộn dây của nó to gấp đôi cuộn dây của cái củ sạc hàng nhái nhá, tụ lọc nữa bố trí đầy đủ và nó không được tặng kèm combo là băng dính và tấm sắt để cho nó nặng nhé. Đây bạn nhìn đây, nhìn chưa khác hẳn nhau nhé. Đây giá nó chỉ đắt gấp đôi nhé. Ví dụ như củ sạc bình thường là rẻ, bên này củ sạc trắng là 50, củ đen là 100 đấy, đắt gấp đôi nhưng mà nó chỉ có 50-100 thôi em. Nhưng mà nó khác biệt đấy, chiếc gì vài chục bạc mà để hỏng cái điện thoại là triệu phải không? Hay là khách hàng thông minh, là con người, là người tiêu dùng thông minh phải không? Đây so sánh hai củ sạc thì khác biệt quá biệt. Đây thế nào, video hôm nay cái video của mình đã cho các bạn biết thấy sự khác nhau giữa củ sạc zin và củ sạc phách. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để nhận được những thông báo về những video mới nhất trên kênh của mình. Đừng quên bình luận và chia sẻ ý kiến của bạn với mình ở phần bình luận bên dưới. Việc có được sự ủng hộ và đồng hành của các bạn là một động lực lớn, vô cùng lớn để mình tiếp tục có những video chất lượng và hữu ích hơn. Chúc mọi người có một ngày tuyệt vời. Xin cảm ơn các bạn. Rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Một nữa chúc các bạn một ngày nữa tuyệt vời.